Đây nhá, khu này thì sẽ từ đây ra đây này, cua ra đây này, Vâng, đây ra đây, xuống cua dưới đây. kia đúng không? Anh đo hộ em xong là mình Còn ở cân đây đối cái thì kinh phí luôn. Phải gọi anh gian vào đây thật thôi, là gấp đấy. gian đây. Xin kính chào các ba anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Hoa Đá Cao Nguyên, và cũng xin kính chào các bác khán giả ở trên kênh Nắng Mai TV. Hôm nay lại được sự tin tưởng của Nắng Mai TV thì lại có thêm một cái phần việc nữa các bạn. Và hôm nay thì anh em mới quay vào đấy, và thấy cái phần này làm đúng như ý tưởng nọ anh em mình bàn nhỉ? Hợp Vâng, lý đấy. hôm nọ anh vào ấy, thực ra là cái ý tưởng này cũng rất nhiều bác đóng góp rồi. Hôm nay anh vào nữa thì em chốt luôn. Hiện tại thì thợ đang lắp điện mọi người ạ. Các bác tiếng hơi khó chịu, mong các bác là chịu khó một chút. Ở đây thì hôm nay em gọi anh Công ra thì là tiếp tục hỗ trợ em đo cái phần lan can này. Đấy. Không biết thì là bây giờ là cái kinh phí thì nhà Minh Ngọc là dùng đến gần cái khoản tiền cuối cùng rồi anh ạ. Em đang phải lựa chọn giữa việc sơn nhà và làm lan can, tuy nhiên thì cái lan can thì nó cần thiết hơn. Đúng rồi. Mọi người mà lên đây đứng ấy, bọn em quen rồi thì không sao, nhưng mà mấy người mới mới hoặc là trẻ con hay người già đây đứng trông xuống cũng sợ. Đá này đang định đập bỏ đi à? Cục đá đấy em vừa nói là đập đi để làm cái lối đi nó thoáng hơn, đẹp hơn, tuy nhiên thì cho bột nở vào cũng không thấy vỡ. Đấy, thế bây giờ mà giả sử mà không có phá thì được. Mọi người các bác trước cũng bảo là cái nền này phá cục đá này cũng sợ ảnh hưởng đến cái móng này một phần nữa, thì em cũng đang tính là phá bớt đi thôi, rồi là mình đổ thêm thoai thoải lên Đúng theo rồi. cái chỗ này đi xuống chỗ anh đang đứng đi. Cũng không quá dốc đâu. Chỗ đấy thì chỗ này thì có thể cân bằng ra cũng được mà. Nó như kiểu một nhịp nghỉ ấy. Một Chả nhịp đâu nghỉ cũng đâu được nhỉ, không không cần phải ấy nếu đâu. mà không phá được thì có lẽ là một nhịp nghỉ nhỉ, Đấy thế thôi. nên là một nhịp nghỉ Em xong chỉ rồi xây lại bên bè ở kia. đây không, là em đổ ra kia bằng bằng xong lại từ đây xuống đây dốc là thoải mái mà. Như này là đi quá ok rồi. Đấy. Ổn không anh? Quá ổn. À, cái Chỗ này cũng phần thoải mái rộng. Nếu xây ra rộng nữa thì nó hơi với ra kia. tầm này cũng được rồi anh ạ. Đấy, hôm vừa rồi anh em thợ vào lắp cửa, anh Thiếu một không cái đi bên được. kính với lại ốp thường hình như chưa ốp đúng không ạ? Chưa chưa. Hôm tới này vào hoàn thiện lốt thì anh sẽ xử lý luôn. Anh em đang lắp điện anh ạ. Chào bác thợ điện nhá. Xin chào. Sắp xong chưa anh? Chưa. Mới lắp từ trưa anh ạ. Điện đợt này thì tiếp tục được sự ủng hộ của anh Vâng, Phong. anh Phong à? Vâng. Chú Anh ơi, Phong là tài trợ rất là hình nhiều như cái này. ổ cắm này lắp đứng luôn. Không, tức là cái ổ là ba chạc ấy, là anh ấy bảo là ba chạc là phải đứng quay lên trên. À cái ổ cắm Còn này là cái ngang như ổ này này mà hay chỉ là hai chạc thì thế nào cũng được. lắp kiểu đấy là đúng rồi. lắp cái này đúng chưa? Ừ. Còn Lắp và cắm như trước thế là anh ấy này gửi một cái ba chạc ấy là mình phải để đấy. cái chạc cái quay lên. À. Ừ, còn đợt Thông này là thường mình thì chưa chưa tất cả các cái thiết bị ở ở là lắp miền như Tây thế thì đúng nó đều chỉ có không? hai chân cắm thôi, kể cả là ba chạc thì điện nó cũng chỉ vào có hai chạc thôi, nhưng mà như thế này là ok rồi. Vì anh Phong thì kỹ lắm, anh Phong thì không phải yêu cầu mình làm đâu, nhưng mà góc độ là đồ điện thì anh ấy hơi hơi kỹ như này đúng không anh? Đấy. Thế, đây anh ạ. À tất cả đều như này đúng không ạ? Vâng 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 Ok anh, em cảm ơn nhá. Đây nhá, khu này thì sẽ từ đây ra đây này, cua ra đây này, Vâng, đây ra đây, xuống cua dưới ra đây. kia đúng không? Anh đo hộ em xong là Còn mình ở cân đây đối cái thì kinh phí luôn. Phải gọi anh gian vào đây thật là thôi, gấp đấy. gian đây, thẳng ra kia và cua vào kia. Các bạn, nhà Minh Ngọc thì thời điểm hiện tại thì là hoàn thiện gần như là được 95% rồi. Điện hôm nay lắp xong nữa.
thì cái phần còn lại thì cái phần lan can đi lên này thôi. Và có cái video đợt trước khi mà cháu Khâm quay, đến thời điểm quay video này anh em mình chưa phát kịp, thế nên là cũng không biết là có okay, thêm cái sự em. Hỗ trợ nào của các bác không. Nếu mà có thì anh em sẽ thông tin trong phần sau. Hiện tại thì em cũng đang mong muốn là có thêm kinh phí được khoảng 3 triệu để anh em mình sơn nhà. Đấy, chắc phải 4 đến 5 thùng sơn. 3 triệu à? Vâng, 3 triệu mình tự bỏ công đỡ sơn đúng không? Đúng rồi. Chứ 3 triệu thì không thể đủ được. 3 triệu đủ tiền sơn thôi. Đủ tiền sơn. Đủ tiền sơn thôi. Công thì là anh em tự làm. Em cứ kêu gọi đi. Kêu gọi nếu mà đủ kinh phí mua sơn thì anh Mỹ Đức sẽ vào hỗ trợ một buổi. Thế tốt quá. Cảm ơn anh vào nữa thì tốt quá. Hôm vừa rồi đây là hai cái ngôi nhà của nhà chị Say và nhà chú Trơ là bọn anh đã được thử việc rồi. Ok việc, rồi bây okay. giờ thấy là cứng cứng một tí rồi. Ok đấy. Có lẽ là nếu mà có thêm các anh nữa thì là các bác có hai kênh là đã có 4 nhân lực rồi, và hai anh em nhà Minh cũng cộng thêm có một cậu của Minh nữa thì 7 người thì có lẽ là nhanh thôi, nhưng mà phải sợ chọn một cái trời nắng ráo. Mấy hôm nay thì trời mưa ẩm nồm quá nên là mình không thể sơn được. Nói chung là người nhà thì cứ bảo anh em người ta đi, người ta ráp đường hết trước. Đây, ráp hết rồi anh ạ. Các cháu ấy đã ráp hết rồi. Đã. Những cái chỗ mà bị khoan ấy kia thì anh em ráp lại lại là ok. Còn sơn thì nó cũng nhanh thôi, nó cũng không đến mức độ lâu lắm đâu. Vâng. Dù gì thì anh em mình cũng qua hai ngôi nhà rồi các bạn. Ít nhất là với Hoa Đá Cao Nguyên thì những cái khoản nào mà có thể tự làm được thì vẫn cố gắng. Vì là bên kênh của Hoa Đá Cao Nguyên như ngôi nhà của chị Say thì không nói, được rất là nhiều các nhà hảo tâm ủng hộ. Thế còn như nhà chú Trơ thì chỉ được về kinh phí làm nhà thì có mỗi bác Nguyễn Việt Hoàng. Vâng. Và cái phần đồ nội thất thì vẫn là cô Thanh chính. Đấy, và anh em thì nhà chú Trơ là bỏ công ra hỗ trợ khá là nhiều. Mà đến hiện tại bây giờ là công khai tài chính là bị âm. Bữa trước xem video của anh là thấy 8 triệu. Thấy bị âm. Thế với khoản đấy bây giờ mình xử lý ra sao rồi? Khoản đấy thì thôi để chú Trơ giải quyết thôi. Vì là cũng nói ngay từ đầu với một cái khoản kinh phí chỉ có hơn 100 triệu mà xây một cái ngôi nhà mà nó đầy đủ thì rất là khó. Đã gọi là bàn với chú ngay từ đầu, và nếu mà có thiếu thì chú hỗ trợ thêm vào. Xây đến mức độ mà nó một ngôi nhà dưới thì rất là đẹp rồi, đầy đủ rồi, mà ngôi nhà trên lại bỏ bớt đi những cái phần khác thì nó hơi điêu. Hai nữa là chú Trơ thì cũng không phải là cái diện thuộc diện quá khó khăn. Ít ra thì chú còn có đất bán cho nhà chị Say, đúng cũng rồi. Có một cái khoản kinh phí. Ôi, hỗ trợ được như vậy là quá tuyệt vời rồi các bác. Góc độ như là chính phủ hỗ trợ thì nhà nước hỗ trợ thì cũng được 40 triệu. Nếu mà anh em đi làm thì gần như là làm theo tiêu chuẩn như này là chưa đủ tiền vật liệu. Đúng rồi. Từ xi măng, bột đá, cát chát rồi là gạch đến gạch ốp lát mọi thứ, đồ điện thì 40 triệu là không đủ tiền vật liệu người ạ. Nên là được như thế là cũng là quá tuyệt vời cho gia đình chú ấy rồi. Ngôi nhà này thì để tránh rằng là bị âm tiền, như bữa em cũng nhằm nhà cô bà cũng từng bị âm, xong là thấy các anh cũng bị âm nên là hôm nay là cũng phải gọi các anh vào gấp đi. Rằng hỗ trợ em là đo và phần này tính, ước tính cái tiền cho em luôn. Thời điểm hiện tại thì cái ngôi nhà này từ cái lúc làm nền lên thì nó đã rơi vào độ khoảng 136 triệu rồi. Đấy, làm nền là hết hơn 21 triệu. Là cả tiền công, tiền bột đá, tiền xi măng, rồi là tiền bột nở, mọi thứ, nêm pha đá, thứ cộng dồn vào là hơn 21 triệu là nguyên cái nền. Trong cái nhà thì bọn em xây là hơn 110 mấy triệu rồi. Cũng gần như là hoàn thiện rồi, chẳng qua là bây giờ còn thiếu phần lan can. Nếu như nhà khác thì mình không phải làm như thế. Nếu như nhà khác thì mình cũng chỉ đến kinh phí như thế thôi là cũng không xin các bác nữa rồi. Và cái tiền thừa ra mấy triệu để làm cái lan can này mình có thể là sơn nhà và để đúng cho rồi. Một vài triệu làm tân gia chẳng hạn, 1-2 triệu làm tân gia chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ là các bác, cái đất em ấy không có. Thay vì để mua đất 40-50 triệu nhà Hòa thì may được bà ngoại cho chỗ này và mình chỉ mất hơn 20 triệu, 21 triệu để đi san nền thôi. Thì bây giờ là cao quá. Thế này thì mình người lớn đi lên không sao, nhưng mà sợ là trẻ con ấy, bên này con Ali. Cái nữa thì là làm như này trông nó cũng trơ quá.
không được thẩm mỹ lắm, đã hỗ trợ em ấy, hai em mồ côi mà không có thu nhập, cũng không có biết làm thế nào thời điểm hiện tại, thì Khâm cũng muốn làm sao giúp cho cái nhà chỉn chu nhất có thể. Giường thì tới này là có rồi, có hai chiếc giường rồi, có của chị Diệp Sương với bác Liên, bác cho bếp ga, có bếp ga để nấu cơm mọi thứ rồi. Thế bây giờ là chỉ cái phần lan can này, bàn ghế thì có thể là tạm thời, nếu mà chưa có thì tới này sử dụng ghế nhựa hay như nào thì không quá lo ngại đấy. Nhưng mà cái phần này thì em nghĩ là phải cần thiết, cả sơn nhà cái cũng vậy. Phần này đương nhiên là phải cần thiết rồi, vì là cái này nó liên quan đến cái sự an toàn. Đúng rồi, an toàn. An toàn của con người. Thế còn kể cả phần sơn, nếu mà các bác hỗ trợ được là một cái điều rất là quý, có thể là anh em xúm vào hai kênh. Đấy, nếu mà không có người rồi thì thôi. Đấy, còn nếu mà không có người thì một buổi nào đó thì anh em sẽ bỏ ra một buổi cùng nhau, anh em dồn vào có thể hỗ trợ một buổi. Dù sao thì bọn anh cũng tự tay sơn được hai ngôi nhà rồi, chắc là cũng không đến mức độ nhom nhom lắm. Thế tốt quá. Hôm đấy vào xin bữa cơm thôi nhỉ. Anh, thoải mái, có mèn mén đấy ạ. Có mèn mén. Bây giờ anh em tiến hành đo cái chỗ để này anh của đo em xem. Chính nhá. Em ước chừng thì nó sẽ có tầm khoảng, chắc khoảng 15 mét cả phần đi lên này các bác. Anh tính hộ em xem là cái lan can sau khi mình đo xong thì mình sẽ ước chừng cái khoản kinh phí. Chắc là làm cho em cái loại cơ bản thôi. Bây giờ làm đẹp thì thực sự là cũng không có kinh phí để làm rồi. Thực ra là đi làm những ngôi nhà này cho các hoàn cảnh ấy, Khâm thì chỉ muốn làm đẹp thôi. Nhưng nhiều người là anh em mình làm tốt quá, đẹp quá là mọi người là chê trách thế này thế nọ. Còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, Khâm cũng biết là như vậy. Thực sự thì có những hoàn cảnh thì kể cả có kêu gọi đến bao nhiêu, nhưng mà mãi cũng chưa thấy có kinh phí để làm một ngôi nhà. Có những hoàn cảnh thì ví dụ như trước đây lũ em thì là liên tục nhận được sự yêu thương của quý vị khán giả, của các nhà hảo tâm, thì cái kinh phí thì dư ra để làm cái này làm cái kia. Tí anh cộng tổng vào hộ em luôn. Lan can vào thì ngoài cái việc an toàn ra, thưa các bác, là đẹp hơn rất là nhiều. Đẹp chứ. Kéo xuống đây. Chắc đến cái bậc đấy thôi Khâm ạ. Đến bậc đấy là được, ok. Chào em nhé. Đến đây thôi đúng không? Em đặt hẳn dưới. Rồi, đến đấy thôi. Ok. Sang kia giúp anh. Hết sang bên này anh ạ. Ok. mười ba mét gọi là 13 mét tròn đấy, 3.9 triệu đúng không ạ, tính vào 4 triệu đi nhỉ. 4 triệu ơi đấy thì cũng không có lệch với cái gì em Khâm ước tính lắm, thì rơi vào độ khoảng 4 triệu là mình làm được cái lan can này đúng không ạ. Đấy, thế thì em quyết định là triển khai luôn, thì là nhờ anh về anh gia công cho em. Anh có thể là phác đồ qua một chút cho quý vị khán giả được biết là cơ bản thì nó là như thế nào được ạ. Bởi vì mình làm thật sự là làm đẹp và các cái chất lượng tốt thì mình không có kinh phí làm rồi. Nhưng mà theo góp ý của anh làm cái loại cơ bản thì chắc là cũng cao được khoảng bao nhiêu anh? Lan can bình thường, lan can thì nó chỉ tầm 8-90 phân quay đầu. Thì anh đây này, nó tầm ngang bụng đây này, tầm 90 phân hoặc 80 phân này. 80 với phân. Cái diện tích nó hẹp thế, hẹp này quá. Thì mình làm càng cao thì nó càng xấu. Đúng rồi. Nó rộng ra thì nó khác. Đấy, thì tầm 80 phân là thoải mái vì rồi. Nó nhìn từ dưới lên nó đỡ cao, nó đỡ chắn những cái phần này.
Thế anh làm 80 phân cho em đi. Bởi vì chỗ này mình hẹp quá, chỗ này mình được có bao nhiêu? 90 nhỉ? Đấy, được có 90 thôi. 90. Mà làm cao quá thì nó nhìn cái khoảng này nó càng thu hẹp vào. Vâng, vâng. Được làm không? Xong anh sẽ sơn cái màu này cho nhìn nó đồng điệu với cửa luôn đồng nhỉ. Đồng bộ với cửa. Mình thì cũng không cần phải quá cầu kỳ đâu. Đúng không? Với cái này thì làm cầu kỳ hoa hòe hoa sói thì nó tốn tiền thôi. Đây là anh đang tính là làm nó đơn giản và nó chắc chắn. Chắc chắn đó, cái chắc chắn nó phải đặt lên hàng đầu. Nó vẫn thoải mái. Tất nhiên là ai cũng muốn đẹp, tuy nhiên thì là còn phải cân đối vào cái khoản tiền. Cái chốt triển khai thôi anh nhỉ. 80 phân thì ở đây nó cũng 80 phân thôi nhỉ. Đúng rồi. Tất cả nó sẽ chạy đều 80 phân hết, kể cả đi từ dưới lên là cái tay vịn kia thì nó cũng tầm 80 phân, đúng đủ tầm một người lớn mà có thể vịn vào được. Ờ ok anh. Thì chắc là triển khai làm như vậy thôi. Thì anh sẽ cho anh em triển khai luôn nhé. Vâng, lắp sớm nhất có thể. Sớm nhất có thể thôi anh ạ. Bây giờ có lẽ là em gấp, hôm nay cái video anh em đặt tiêu đề luôn là gấp rút hoàn thiện đấy các bác, điện cũng lắp rồi. Và nhờ anh vào đo xong là anh em mình triển khai luôn sớm nhất cho em. Xong cái phần nhà vệ sinh thì thợ vẫn đang làm, bởi vì thời điểm hiện tại cũng được sự tin tưởng của nhà hảo tâm, cháu Khâm đang triển khai tiếp nhà A Mỹ, vật liệu cũng lên rồi, nhà A Hòa. Phải nói thì là lúc mà khi mà công việc rảnh thì nó lại dỗi thời gian, nhưng mà lúc đến lúc làm thì rất là nhiều cái công việc làm. Nhà nào là cũng cấp bách, nhà nào là cũng cần thiết, thế cho nên thì là triển khai chung luôn. Thì em phải xong một cái ngôi nhà, bàn giao ngôi nhà ok, xong xuôi hết ở đây thì anh em mình mới yên tâm đi chỗ khác và dành thời gian vào chỗ khác nhiều hơn. Ở đây thì bây giờ là còn cái việc nhà tắm, nhà vệ sinh thôi. Và cũng phải nói là bây giờ cũng chưa xây. Cái kinh phí của cô Thanh là 13,8 triệu. Hiện tại là các em là cân đối lên thì nếu mà làm theo cái tiêu chuẩn là đang lại tiếp tục bị âm tiền. Đấy, làm lên là cũng như làm như các anh phía dưới kia thôi. Bằng đấy thì thực tế ra một cái công trình phụ như thế thì nó không thể đủ được. Vâng. Hôm vừa rồi anh có làm ấy, chỗ nhà cháu Mỹ thì như này. Thứ nhất là sẽ phải sắm từ A đến Z, từ cái téc nước, bồn, bệ, gạch, ốp lát, rồi thì công thợ. Nhưng mà công thợ ở chỗ nhà cháu Mỹ thì là các anh ấy đi làm là các anh tính công nhật cho mình. Đấy. Nhưng mà mình phải đi giám sát được đúng không? Và cái công của mình phải bỏ ra nữa. Vâng. Thì nó mới được như vậy. Vâng. Đấy, thôi em đây cứ khoán thẳng trực tiếp cho anh em làm thôi. Vì em thì em nhiều việc rồi, đúng em rồi. Lại còn chạy mấy ngôi nhà cơ. Ngôi nhà. Mà nó lại, những cái ngôi nhà thì nó lại không ở gần nhau. Đúng rồi ạ. Đấy, cái nhà Mỹ thì anh cùng một cái cung đường đi vào khu nhà chị Say. Đấy, hai nữa là có thể là những lúc vào làm thì có những công việc gì mình biết làm thì mình giúp. Đấy, thế mà đến khi mà hôm vừa rồi hoàn thiện thì nó đâu đấy là tổng công trình tất cả các thứ nó cũng hết gần ngót nghét 30 triệu. 30 triệu. Đấy, gồm có nhà tắm thì anh không ngăn, anh để chung hết cả nhà vệ sinh ở trong đấy thì nó đã đỡ được một cái bức ngăn rồi. Vâng. Đấy, cái thứ hai nữa là thêm cái sân, nhưng mà cái nhà tắm của anh là xây nó khá là rộng. Vâng. Đấy. À còn một cái việc nữa mà hôm vừa rồi anh Tommy là anh ấy hỗ trợ cái công trình phụ đấy thì anh có nhờ anh là góp ý với em là cái này thì em định xây chung hay là xây tách rời riêng ra. Hôm nọ anh góp ý cho em rồi mà. Em xây tách rời ra. Nhà vệ sinh riêng, nhà tắm riêng. Một bên là nhà tắm, một bên nhà vệ sinh. Đúng rồi. Và nhà vệ sinh cũng chỉ có một bồn cầu thôi đúng không? Cũng chỉ một bồn cầu thôi anh ạ. Bây giờ thực sự là kinh phí nữa anh ạ, một phần kinh phí nữa, em cũng không thể làm được rộng hơn. Đúng rồi. Để cũng quyết định là làm như thế thôi. Góc độ thì là những ý kiến đóng góp của mọi người, cháu Khâm rất là cảm ơn và anh em lưu tâm còn cân đối với khoản kinh phí mà anh em mình làm thôi các bác. Nếu các bác có gửi thêm kinh phí được hỗ trợ thêm thì thật sự là tuyệt vời để anh em mình làm thêm những cái tiêu chuẩn. Còn kinh phí không có thì các bác cũng thông cảm thôi, những cái góp ý của mọi người anh em cũng không thể thực hiện được. Vì là anh cũng hơi băn khoăn mà có khả năng là cái kinh phí nó không đủ. Đấy, anh Tommy thì góp ý là lên làm hai cái nhà vệ sinh, nhà tắm thì một gian, và khi mà xây lên thì chỉ đổ mái phần bên vệ sinh thôi để có thể để vừa cái téc nước.
Thế còn cái phần nhà tắm thì mình có thể lợp tôn. Đấy là ý kiến của anh Tommy, thì hôm anh cũng gọi điện trao đổi với em đấy. Vâng. Tuy nhiên là anh cũng thông cảm là vì là kinh phí đấy, đến hiện tại thì như Khâm đã nói là chỉ có bằng đấy tiền thôi. Đấy, lại còn công cán thợ thuyền rồi mua trang thiết bị nữa. Đấy, nó sẽ rất là nhiều thứ cộng phát lại. Phát sinh nhiều anh ạ. Phát sinh chứ. Mình không thể tính kỹ được. Cái bản thân anh làm cái kia cũng thế thôi mà. Làm cái kia anh tính không được sát đâu. Vâng. Thiếu cứ phải thi thoảng lại phải chở thêm một chuyến, mà chính là anh Tommy là người chỉ xem qua video thôi cũng anh cũng đã tính ra, gọi là anh bảo chắc chắn là em lấy thế là thiếu rồi. Vâng. Thế là đúng là thiếu thật, thiếu. Vâng. Rất là nhiều thứ. Nên cái này sắt này anh dùng đi khoảng bao nhiêu? Sắt thì đây chỗ này để đổ mái à? Đáy đổ chỗ rồi này đúng không? Mái. Đáy và đổ tấm rồi. Đan đổ rồi đúng không? Em nguyên nhà Minh Ngọc là sử dụng đi 55 cân sắt này, sắt 6. Tổng cái gì? Tổng nguyên cái công trình phụ thôi. Tổ đổ dưới xong đổ nắp. Ừ. Đổ nắp xong mấy nữa là đổ mái. Là tổng 55 cân. Tổng 55 cân. Thế là đủ. Hôm vừa rồi thì anh dùng lại dùng sắt 8. À. Nó bé 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 thế này là sắt 6 là cũng ok rồi. Vâng. Không vấn đề gì. Đổ mái thì nó sẽ okay tốn rồi, sắp xong hết rồi anh ạ. Bây giờ thì là những cái phần việc các anh làm xong nữa là em đã có thể bàn giao nhà cửa. Đấy, xong cái chỗ này thì mai sắp xếp là mai em đi mua những cái món quà của các bác cho nữa. Thì là gần như là đã sắp hoàn thành trách nhiệm ở nhà Minh Ngọc rồi. Dù là sẽ còn nhiều cái thiếu sót, nhưng cô bác anh chị ạ, Khâm đã cùng cô Thanh và tất cả các nhà hảo tâm với cái khoản tiền kênh nhận được từ các bác hỗ trợ, thì anh em mình đã làm sao là hài hòa nhất để đủ kinh phí làm được một nhà như thế này. Đây là tấm đậy nắp anh ạ, tấm đan đấy. Bác nào mà đã làm ra những cái công trình phụ như thế này thì mọi người chắc có lẽ là cũng biết rằng anh em mình để mà kinh phí làm cũng không, chắc là cũng không dưới 20 triệu được. Xong xuôi ấy, hoàn thiện nó phải có chát. Trên 20 triệu. Làm chát hoàn thiện và đổ mái. Đấy. Đổ mái rồi thì những cái thiết bị của nhà tắm, nhà vệ sinh ấy. Thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh, bữa em ra hỏi cái vòi hoa sen kèm luôn với cái khóa gật nước. Là 750 một bộ, cũng chưa dám mua. Hôm nọ anh cũng phải lắp cái đấy đấy. Nó không còn cái kiểu cái sen đơn như ngày xưa nữa. Vâng. Là nó chỉ có một đường nước lạnh vào thôi. Thì là khóa cái đường mà đi xuống chậu thì nó sẽ lên sen. Đấy, hôm vừa rồi anh hỏi cái đấy. Cái đấy thì nó rẻ. Vâng. Nó chỉ có khoảng tầm 100-200 nghìn thôi. Nhưng mà hôm rồi không có. Anh cũng phải lấy cái như em bảo. Gật gù ấy. Một bộ 700k đấy. 750 anh ạ. Đấy. Hỏi rồi. Đúng giá luôn, ở thị trấn Yên Minh này có với anh chị ạ, một bộ 750, còn là có lại bộ cơ bản thôi, bộ đắt tiền thì mấy triệu đấy. Dù làm kiểu gì thì tiết kiệm thì nó vẫn phải đầy đủ. Vâng. Nó vẫn phải có những cái thứ đấy thôi. Bữa làm nhà cô Pà là em làm hơn 12 triệu. Hơn 12 triệu thì lầm mái pro. Lầm pro đấy. Và làm anh thấy làm thấp lắm. Thấp. Đấy. Với lại nó cũng nhỏ hơn chỗ này. Mà trong nhà tắm là không có thiết bị đúng không? Trong nhà tắm không có thiết bị. Gọi là chỉ để cái chỗ che chắn, là bê nước vào đấy, là tắm trong đấy, là đóng vâng. cửa vào cho nó kín đáo thôi. Vâng. Thế còn đây thì có khi lại phải có một cái chậu rửa mặt. Đúng không? Nếu mà nó đủ, nếu mà em lắp sen vòi thì chắc là phải có một cái chậu sứ rửa mặt rồi. Cái đấy thì có lẽ là sẽ có kinh phí thì mới làm được thôi. Đấy. Chứ không thì cũng làm cho gia đình hoàn thiện. Làm cho gia đình hoàn thiện xong là xem gia đình là tính toán như thế nào. Thế còn hơn là bây giờ nhá, không có một cái chỗ nào mà tắm. Chị em ở đây thì chỉ có buổi tối đến mọi người đi ngủ hết mới ra nhà bếp đóng cửa vào và tắm ở bếp. Còn nhà vệ sinh thì tại sao lại phải có cái công trình phụ này? Bữa trước khi mà nhà vệ sinh cả ba cái nhà này sử dụng như thế này là cái nhà vệ sinh truyền thống của mọi người. Mà gần ngay bếp. Hồi lắm, Minh Ngọc. Hôm vào thấy hồi lắm. Cho nên là không
bắt buộc rằng là cho gia đình di chuyển đi thôi. Nếu mà Khâm muốn làm nhanh, Khâm muốn làm gọn thì Khâm có lẽ Khâm không nhắc đến cái đấy nữa, anh em mình làm xong rồi là đi luôn. Nhưng mà góc độ là đứng ở đấy những ngày nắng, anh em thợ rồi đến anh em mình đi ghi hình thấy rất là khó chịu. Chính vì vậy mà sau này tương lai các em bếp núc ở đấy luôn, hướng gió nữa, nên là bắt buộc rằng là sẽ cho gia đình là phải chuyển đến chỗ khác, mà gia đình thì không có điều kiện, mà Ali thì cũng mất rất là vất vả, bà ngoại thì cũng không có cái gì đấy, nên là xin kinh phí các nhà hảo tâm để được cái chỗ này làm một cái công trình phụ cho cả ba gia đình sử dụng đấy. Đấy thì là được cô Thanh ủng hộ, cũng được mỗi cô Thanh thôi, thành ra thì là kinh phí là có 13.800.000 thì tương đối là đuối hạn đấy. Hẹp đuối. Cái bể phốt này đã to hơn cái bể anh xây rồi. Đo ra thì được 4,5 khối anh ạ. Của anh làm có 2 khối thôi. Tổng có 2 khối thôi. Các em nhận được góp ý rất nhiều của các bác là nên làm to, đông người sử dụng. Nhà bà ngoại thì nhà bà ngoại bảo là trước mắt trao đổi với Khâm thì bảo là không có sử dụng đâu. Nhưng mà thực sự thì mọi người nếu mà tắm mọi người không sử dụng thì anh em mình có thể để là ok. Nhưng mà về cái nhà vệ sinh thì bây giờ mình đã đập cái kia đi rồi thì không biết đi chỗ nào nữa, thì chỉ có về đây thôi, đúng không? Tắm thì mọi người trước đây mọi người tắm thế nào thì có thể là mọi người vẫn tắm như thế được. Không nghĩ rằng là như bà ngoại hay như vợ Ali mọi người tắm như thế nào thì mọi người vẫn tắm như thế, các em tắm như nào thì tắm vẫn thế. Nhưng mà riêng cái nhà đại tiện này này, một khi mình đã đập cái bên trên đi thì gia đình không có chỗ nào khác đi cả thì chắc chắn là sẽ đổ rồi về đây hết. Cái vệ sinh tự hoại rồi thì cái nhà tắm này nó sạch sẽ thì mọi người chưa sử dụng bao giờ, mọi người chưa biết thôi, chưa dùng thôi, chứ còn đến lúc sử dụng rồi thì đúng, đúng là khi không mà có, tắm có cái nhà tắm riêng tư ai quá thích chứ. Kín đáo, anh em sạch mình sẽ. Cũng được anh Phong hỗ trợ cái đường điện về đến đây, bóng điện về đến đây luôn là sáng trưng luôn, bật điện lên là sử dụng tắm thôi. Tới này có cái téc nước em bó cũng có một cái khoản kinh phí, thế nên là em cũng đang là đề xuất với Khâm, nếu mà có thiếu thì sử dụng cái đấy vào, thì anh em mình đang xem xét, bởi vì các nhà tâm hỗ trợ em ấy thì Khâm vẫn đang cầm quỹ của em ấy 7.500.000 đồng nữa, anh em đang xin phương án sử dụng. Bò thì cũng mua rồi, như đặt như em bó khuyết tật đấy các anh cũng biết thì là không làm được cái công việc gì hết khác. Đấy, thì em ấy cũng đang đề xuất là nếu có thiếu thì Khâm sử dụng nốt cái khoản tiền đó vào làm chỉnh chu lại cái nhà tắm, nhà vệ sinh cho gia đình sử dụng đi, sử dụng cả đời mà. Đấy, thì anh em mình đang xem xét, có thể là sẽ hỏi ý kiến của các bác nhà hảo tâm một phần nữa. Đấy, bởi vì mọi người ủng hộ bó thì anh em mình phải đúng mục đích. Đúng rồi. Hai nữa bó đã đề xuất như thế thì cũng ok mà. Vâng. Chắc là cũng được. Bây giờ thì xin thêm kinh phí các nhà hảo tâm thì có lẽ là cũng không dám xin rồi. Mọi người sẽ nói rằng là còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Ở đây thì cũng công bằng mà nói thì Ali cũng đã được em giúp tương đối là nhiều. Đấy, tính số tiền không phải ít đâu. Nó tính bằng 7, 8, 90 triệu. Đấy, rất là nhiều tiền rồi. Nhà bà ngoại thì cũng hỗ trợ được bó phần nào, cũng mua bò mọi thứ. Cũng tương đối là ổn rồi. Sự hỗ trợ như thế thì nhiều người là thấy là cũng rất là ok rồi. Anh em mình đi trên bản thì cũng phải thú nhận là còn nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Những cái hoàn cảnh đấy thì anh em mình bắt buộc là phải video nào cũng phải xin các bác các cô nhà hảo tâm. Còn ở đây thì nếu mà trường hợp là thiếu và chắc chắn là thiếu rồi, không đủ thì anh em Khâm xin phép là lấy ý kiến chỗ em bó đề xuất thôi, là cốp vào đây nữa thì cũng không quá đáng lo ngại là anh em phải bù tiền vào. Đúng rồi. Còn cái nhà thì hôm nay thế thôi, sau khi mà anh làm cái phần kia nữa là coi như là hoàn thiện rồi, 100% rồi. Anh có ý kiến gì góp ý cho cái chỗ này không? Đây chắc chắn chỗ này tới phải lấp. Lấp còn thừa bột đá để thêm 1-2 bao xi vào láng cho nó sạch sẽ thôi. Khu này này, tới này dự kiến của gia đình cũng như là góp ý của em thì sẽ láng làm cái sân sinh hoạt chung gia đình, ba gia đình thôi. Trước đây bó cũng tâm sự là cho các cháu làm gì thì làm, nhưng mà em theo em thấy thì không làm được một cái gì khác ở đây cả.
Đây thì chăn có nuôi trồng cấy được cái gì đâu. Trồng cấy là cũng không thể làm được, với đi em anh em mình cần làm một cái khoảng sân sạch đã để đi vào nhà tắm nhà vệ sinh. Cái thứ hai thì là cái khu cho các con của Ly chơi đi. Đấy, rào vào nữa cũng là ok. Hôm nay thợ nghỉ à? Hôm nay thợ nghỉ anh ạ. Mọi người thì hôm qua xây xong, mọi người muốn là nó khô hơn bởi vì là hôm qua nó cũng có mưa ấy. Thì sợ là anh em chát xi lên nó chưa được khô hết. Cái này nhá, anh chỉ góp ý. Đây chắc là để lỗ thông hơi rồi đúng không? Vâng. Những cái này từ ngăn nọ sang ngăn kia thì vẫn phải đục lỗ, đục rãnh đi cho nó thông sang nhau. Đấy. Để nó thông hơi ấy. Vâng. Nguyên tắc của bể chứa, bể phốt nó phải thế. Mình cũng không cần đặt ống đâu, mình đục xuống để sau này khi mà đặt cái tấm đan là nó không bị khít, nó không bị ngăn, các cái ngăn nó riêng rẽ ra. Vâng. Đấy, mình đục sang cái ngăn chứa này, sang cái ngăn chứa này để cho nó thoát khí, thoát hơi ra cái đường thông hơi thôi. Vâng. Chắc là bên này sẽ cái vệ sinh sẽ ở bên này đúng không? Đúng rồi. Vệ sinh bên này, tắm nhà bên tắm này. Bên này. Thế này là cũng thoải mái rộng rãi rồi. Nhà vệ sinh này vẫn còn được một gần mét cơ mà, mét. Trước là từ phía bên kia ra đây là 2,5 mét anh ạ. Tính phủ bì luôn. Chiều được 1,5 mét. À, như xây của nhà Mỹ lại rộng quá. Xây rộng thì trông thế được lợi cho các hoàn cảnh thôi. Nhưng mà có điều là nếu mà kinh phí nó mình không dự trù được cái kinh phí thì là sẽ hơi vất vả. Đấy, lại kêu gọi các bác nhà hảo tâm. Nếu mà làm được kết hợp với nhà ấy thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Anh em không trước đây không làm được bể phốt các thứ ở trên kia đấy chứ. Nên là bắt buộc là phải làm riêng ra bể phốt, kể cả là sử dụng bể phốt nhựa nhá. Cũng không có chỗ mà đặt. Muốn đào xuống một tí để mà nó có thể có chỗ đặt vào. Toàn đá. Nhưng mà trên kia là nguyên làm cái nền đá không là đã cực kỳ vất vả để được cái nhà rồi. Bây giờ khoan đào làm sao mà được cái bể phốt như thế này nữa. Chỗ này cũng may là đào xuống bên dưới không có đá. Cũng có, phá bớt ở bên kia anh thấy một cục lồi ra là có một tí đấy thôi. Nhưng không có phá điều được. Là làm ra đây ấy, mà có mấy hộ xung quanh này mà không có nhà vệ sinh làm ra đây để dùng chung nó vẫn là một cái thiện phương án cực kỳ hợp lý. Anh em vẫn có thể dùng được chứ còn làm trong nhà thì chỉ gia đình thôi. Chỉ gia đình Minh Ngọc thôi. Hôm nay thì cũng rất là cảm ơn các anh tiếp tục đến đồng hành. Hy vọng rằng tới này sẽ có những hoàn cảnh em tiếp tục được đồng hành và cùng nhau hỗ trợ tiếp. Đấy, bây giờ là phần chỗ kia thì nhờ anh Công là dặn anh em ra công sớm cho em thôi. Okay. Sớm sớm là bàn giao cái ngôi nhà này cho các em. Hy vọng rằng là mọi cái hạng mục cuối cùng này của Minh Ngọc sẽ được các cô các bác tiếp tục ủng hộ những cái gì còn thiếu sót. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn dành thời gian theo dõi và ủng hộ cả hai kênh. Có lẽ là video của hai anh em mình xin phép là tạm dừng tại đây thôi nhỉ. Xin kính chào các bạn chị và tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những video lần sau ạ. Xin chào.